Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là cũng ngày thứ sáu gần cuối tuần. Ở đây thì bắt đầu nắng lên, mấy bữa mưa bão dữ lắm. Mà Nga sắp về Việt Nam quý vị. Mà chương trình là cái nghiệp bán sầu riêng trái cây của em nó vẫn còn ở sao nha, hàng hóa nó vẫn về. Thế là em vẫn phải làm việc với bà con, làm phờ phạc luôn. Nhưng mà sau khi vừa sắp xếp cho một số hàng hóa nhập vô rồi thì là Nga bắt đầu đi tới đón một người anh trai. Lâu quá rồi Nga cũng không có ghé thăm ảnh. Hồi Tết thì cũng có ghé thăm, tặng quà rồi lì xì tiền thôi, rồi cũng lu bu quá không có gặp được ảnh nhiều, cũng gặp được chút chút thôi nhưng mà không có quay một cái clip nào hết. Nhưng hôm nay thì trước khi Nga về Việt Nam thì Nga qua ghé thăm ảnh, rồi xong rồi Nga đưa ảnh đi ăn đi uống cái gì cái. Cái đồ ở Buôn Xa giờ có thêm một cái số nơi ăn uống rất là rần rần mà ngon nha. Thì bây giờ là Thúy Nga sẽ đi qua đón ông anh của mình và chúng ta sẽ khám phá một ngày Cali nắng đẹp nó như thế nào nha. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì Nga đón người anh nào thì mọi người cũng biết rồi, anh Quang Bình nha. Trước khi em đi về Việt Nam phải qua thăm anh cái, đưa anh đi ăn thương gì. thương. Hôm nay thì anh Quang Bình thấy ok quý vị, đi đứng cũng khỏe rồi. Nga đang tính là đi Việt Nam hoành về kiếm cho anh cái job gì anh làm việc cho anh, nó anh bị buồn quá. Anh làm được nằm cái... nhà hoài chán. Chán quá hả? Thì nếu mà làm việc nhẹ nhẹ giống như nghe phone rồi là cứ chứ khiêng nặng thì anh khiêng không nổi. Đúng rồi. Khiêng nặng thì cái bên trái anh yếu lắm, nhấc lên nó đau lắm. Đúng rồi, chưa được đâu, cái bệnh của anh chưa được đâu. Thì hôm nay là Thúy Nga chuẩn bị về Việt Nam nhưng mà ghé thăm anh Quang Bình và đưa anh Quang Bình đi ăn. Nghe đồn ở đây đồ ăn ngon dữ lắm, mà của em gái em nó cũng là tên, cũng kêu lắm anh, Hoa Hậu luôn á. Tên gì? Hoa hậu Bích làm neo. Bả tự bả đặt cho bả chứ bả không có thi giải gì hết trơn á, bả tự động bả phong cho bả, bả là Hoa Hậu vậy đó. Hoa Hậu Bích à, tên Bích nhưng mà là bả tự phong bả là Hoa Hậu vậy đó. Thôi bây giờ chúng ta đi vô nha mọi người. Okay. Đó, đây đi vô đi ăn. Đó mọi người thấy chưa, hôm nay anh Quang Bình rất là giỏi nha. Sáng nay Nga qua Nga đón, Nga hỏi anh em Vịnh anh ra được không. Anh nói đâu cần đâu em, bây giờ anh đi được rồi. Dạo này từ xưa giờ anh cố gắng làm một mình anh không à. Tự dương lên. Dạo này mình đâu bấm quyền nhiều đó, anh Tâm cũng bận. Đi anh chỉ có giống như bị stop mạch máu gì đó. Bây giờ mình vận động cho nó, cái mạch máu nó lưu thông gì đó. Dạ. Mời người đẹp. Wow, mình tới giấc này là cũng gần 2 giờ. Hi, welcome. Hai cô gái. Trời ơi. 2 giờ mà phở vẫn đông nhộn nhịp quá nè. Trời ơi. Em chào chị Hoa Hậu. Nay chị ông đội Dương Miện, chị bán hàng hả chị? Ôi, chị đi mấy người vậy? Ôi, nay chị lý ra là chị tới sớm lắm á Bích. Trời ơi, cái gì vậy mà em vừa chùi vậy, em chùi lại coi cái động tác Hoa Hậu chùi sàn nhà coi. Ôi, Hoa Hậu sạch sẽ gọn gàng quá. Đây mọi người ơi, đây là cô em gái của Thúy Nga, Bích Hoa Hậu, chủ tiệm nail, bây giờ là mở tiệm phở nữa. Ôi cực không cưng, mở nhà hàng cực không? Cực mà vui, thấy đông vui. Đông vui phải không? Dạ. Nhưng mà phở ngon là đông vui hả? Dạ, em chờ anh. Đây nè, hôm nay chị đưa anh, nay chị đưa anh Quang Bình qua nè chơi nè. Quang có chị với anh Quang Bình. Bé. Dạ. Chị muốn ngồi ở góc ở ngoài đó không? Chỗ ngoài thấy chỗ nào cũng được. Rồi, em cho chị ngồi chỗ nào cũng được. Hôm nay chị muốn review quán phở của em, tại em là em của chị nên chị phải cho mọi người biết là. Thank you. Hôm nay á tưởng là qua sớm cuối cùng hàng về lại phải ở lại phát hàng ấy này nọ. Đây nè. Bé ăn chưa? Em ăn no hết rồi. Ăn rồi hả? Thôi ra đi ngồi ăn đi. Ra đi ngồi chơi tôi đi. Cô, chào cô. Dạ, hai chị. Bữa giờ mình ăn phở đây nhiều lần chưa hay lần đầu? Lần đầu. À lần đầu hả? Là cũng chắc coi quảng cáo kiếp rồi người ta. Dạ. Phở đây ngon lắm á. À, vậy hả? Bữa giờ con không có xuống nhưng mà nó có gửi về nhà cho con ăn. Vậy hả? Dạ có ship về nhà. Phở nào ngon? Bữa hôm con ăn cái gì à? phở sườn á. Phở sườn. Dạ, con ăn cái phở sườn á. Bữa hôm nó mang xuống cho con nhiều lắm mà con không có. Nè cái này con bé con thích nè. À vậy hả? Cái french fry với gà đó. Ở cái này nè. Sườn là 13.
với cái cơm chiên ở đây cũng ngon lắm. Ờ, cơm chiên cũng dạ. Ngon. Dạ. Ừ. Cái chả giò cũng ngon. À, chả giò cũng ngon. Con thì hôm nay mới trở lại nhưng mà bữa hôm là con nó mang về nhà cho con ăn luôn. Ồ, vậy hả? Dạ. Cảm ơn chị. Nhẫn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn chị. À không, Quang Lê tặng hột trắng cô. Hột này hột vàng. Để mai mốt con giới thiệu cái đá này cho mọi người biết. Rất là đẹp mà đeo nó đem sự may mắn. Tại bữa vô bận lo bán sầu riêng đúng không? Mình cho bán sầu riêng. Dạ, nó mang sự may mắn. Dạ. Trời ơi, bé chị có mang hai quả sầu riêng cho em á. Trời ơi, coi kìa. Thấy chưa? Thấy không? Chủ quán đó quý vị, chủ quán ở Mỹ nha quý vị, chứ không phải như chủ quán Việt Nam đi chơi nha. Chủ quán ở Mỹ mặc đầm xòe, lê lết. Thôi, bà lau làm chi, bà lấy cái đầm bà chùi đi. Bà lết lết bà chùi là nó tự sạch rồi. Đó, chỗ đó thấy không? Đó, bà cũng mang cái đầm bà trà luôn kìa quý vị. Trời ơi, đó chủ quán ở Mỹ nha. Đây là chủ quán ở Mỹ, một hình ảnh rất là chân thật. Lột tả. Tiếp nhiều hai em. Đây là hình ảnh chủ quán ở Mỹ đó, đến đâu chùi tới đó quý vị. Đó, bà bị bàn sạch sẽ. Này là ông chủ phải không? Dạ. Dạ, ông chồng sắp cưới của em phải không? Trời ơi, chết cha. Ở đâu ra vậy? Sao mà vụt mặt trong kinh doanh buôn bán mà cũng kiếm được chồng hay vậy? Chỉ tôi bí quyết coi. Hỏi ổng kìa. À, vậy là ông vớt bà hả? Thấy được quá, cái ông vớt phải không? Tôi dụ ổng. À, bà dụ ổng hả? Hay quá Bích ơi, đây là một hình ảnh chủ quán nhà hàng phở ở tại Mỹ chứ quý vị. Mặc đồ sang chảnh, đồ hiệu gắn từ đầu chân mà đi làm chùi bàn với bà nội luôn. Ngon. Em mặc cái váy dài gì đó, đâu cần khăn đâu, ngồi xuống chà lớp quét sẵn là tự động nó sạch cái sàn à. Được không cô? Được. Thank you cô. Chúc profile mình. Ồ, giống này 2 giờ xuống tưởng có khách đó mà cuối cùng khách cũng còn 8.000 người trong này quý vị. Gì nó đỡ hơn. Cô ăn được không cô? Được đó cô hả? Dạ. Cho anh xin 37 đồng 66 cent. Quán phở mới. Quán phở này ở tại khu Fountain Valley nha quý vị. Anh xin biết mà. Hay cho tâm biết lộn, em xin lộn, xin lỗi chị. Bà cũng sát cho em biết hơn pha tầm. Ừ. Rồi, con cảm ơn cô. Sát cái pha tầm. Đẹp quá à, vừa đẹp mình vừa sang nữa. Ủa rồi bây giờ tiệm nail trở nay trong? Có con bé nó trong lâu rồi. Vậy hả, ổn định rồi, giờ hay mở ra giờ nó cái tiệm nó nằm New York, không chừng nó bưng đi New York. Ôi, tiệm nào cũng đông khách hết trơn á. Fan phải rồi. Nail cũng đông. Nail cũng đông. Cái phở cũng đông vậy anh chào chị. Vô ủng hộ con nữa nghe cô. Vũ gì không chị? Cho chị ly cà phê sữa đá đi, uống cho nó tỉnh hồn với coi. Ok, để em nước đồ ra phục vụ cho anh bạn bên kia. Anh cha ơi, nước đây. Sữa đá để em lấy cái. Ủa cái bình kia đó mà. Anh ơi. Đồ đẹp sao bằng chị, em xem lại chị. Trời ơi, em mà buôn bán cái là em mặc đồ quần không, chứ em đâu có dám mà mặc váy sơ rê lộng lẫy như chị đâu. Sao gì đi cho nó dễ. Ôi, chị là chưa thiếu điều gắn cái dương miệng nữa thôi đó. Cho em ly cà phê sữa đá đi chị Bích. Ok. Hai anh chị. Anh chị ăn phở đây nhiều lần chưa? Mới lần đầu. Vậy hả? Ngon không ạ? Ngon phải không? Cảm ơn chị nhiều nha. Đây, em đi đâu em cũng na. Trời nó nặng quá. Dơ lên không nổi quý vị ơi, cũng na sầu riêng vô cho mọi người hết. Đó. Trời tôi xách hai trái sầu riêng vô nán thở luôn. Bữa ông chủ cho đồ ăn nhiều quá, hôm nay phải cho ngược lại ông chủ chứ. À, cô là mẹ của Bích đó hả? Dạ. Thôi, Bích ơi. Mẹ ơi. Cái giọng nói của chị Nga nó lên nhưng mà đà vô tiếng. Dạ. Hát hay lắm. Dạ hả? Cô coi con hát luôn hả? Có, Diệu hay lắm. Coi luôn. Trời ơi Bích ơi, mẹ đẹp quá. À, cô cũng theo dõi con thường xuyên ha. Dạ dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Đó, người Mỹ họ cũng ăn nè quý vị, đông khách lắm. Anh, bây giờ anh thích ăn phở gì?
không nghiệp được. Để em đưa cái menu cho anh coi nha. Đó, anh chọn đi. Chả giò đây ngon lắm. Anh nói anh muốn ăn thử ăn đi cho biết. Phở cũng ngon. Chả giò làm rất là nhẹ, nhỏ gọn mà ăn vừa miệng lắm, ăn ngon. Chả Hà Nội. Thế là muốn chả Hà Nội hả? À? Em ăn phở, vậy là anh ăn muốn chả đi. Cái em order cho anh phần phở chiều anh ăn nha. Tôi go về chiều anh ăn. Sáng đi. Ở đây nhiều món lắm, anh ăn thử đi cho biết. Cái này chả giò nó ăn chơi nè, ngon nè. Em vậy em ăn phở bò tái đi. Trời ơi, có cái phở tôm này nè, Kim Ngân mê lắm. Mà chưa có dịp dắt thì Kim Ngân lại đi ăn. Đó, Kim Ngân là đạo phở tôm nha quý vị. Đây gì? Đây là phở sườn bò nè. Này là phở sườn bò nha. Cái này là đó. Cái này bún chả Hà Nội. Tại vì cái cậu này người Bắc mà đồ ăn Bắc nhiều. Ôi, cái bà chủ quán nè. Nay bà cho ăn phở mà phở có cồn nữa quý vị. Ủa. Có lửa, có cồn nữa. Chả giò đó anh, chả giò đây làm vừa vừa vậy đó. Kiểu cũng rất là ngon mà của người Bắc họ làm á nên là đồ nó ok. Anh quấn cái rau sống này nè. À, có cái đứt chấm. Đây hôm nay là mình đến đây cái quán ăn này thì được cái chủ quán cũng nhiệt tình đãi nhiều món lắm, nhưng mà hy vọng tính tiền một món thôi nha. Cứ đưa ra nhiều món. Đây là cái chỗ này là đi xuống biển đó quý vị. Cái view này là ngồi ở đây là xung quanh đây là buôn bán sắp pin là mình ăn xong ở đây mình đi xuống biển được ha. Đúng rồi, ở đây mình đi xuống biển nè. Đi xuống biển được, đây cũng đi xuống biển được. Đây nước chấm nha anh. Xong anh lấy cái lá này nè, anh quấn vô. Đây nha mọi người. Món chả giò đây siêu ngon luôn á. Nghe là không thích ăn chả giò nhưng mà ở đây nha vẫn ăn. Bữa nào cũng để mình chờ rụt rã chơi. Nói cho anh, nói xỉu chưa? Dưới hẹn ánh 12 giờ mà 2 giờ mới hiện hình. Tại bà xách hai trái sầu riêng. Thì không, chị đi rồi xong chị sực nhớ chị chưa mang sầu riêng cho em, chị hoành về. Hôm nay đi nửa đường thấy xe hết xăng đi đổ xăng nữa mà kẹt xe quá trời. Ngon. Magnolia là kẹt xe đã quên. Ngon quá vậy ơi. Này bún chả Hà Nội nè. Anh ăn chả giò em cảm nhận rồi. Ngon quá. Chả giò làm nhỏ. Thơm. Trong cái nhân thơm lắm. Có những cái mình cần to quý vị nhưng mà ăn uống cần nhỏ nhỏ thì thôi cho nó gọn miệng. Cua, trong là có cua. À có cua hả? Cua tươi. Hàng gì ngon, cua với thịt. Thơm. Dạ. Thịt tươi nha chị. Thịt tươi luôn. Kể cả bún chả cũng thịt tươi. Hàng gì rất là ngon, cái chả giò vừa ăn rất là ngon. Ủa tô phở sườn bò nè quý vị, đó. Tôi kêu có tô phở tái à, liền cho tôi nguyên cái tô sườn luôn, ăn cho nó lên ký đi. Bữa giờ bán sầu riêng bình sườn mà thêm tái. Dạ thôi lát nữa anh ăn chung với em đi, anh thưởng thức món này món kia cho em ăn thử chút cái món bún chả qua được không? Được chứ. Để em thưởng thức thử coi sao, cái gì dở em chê thẳng mặt á, đâu phải chị em là mình trả nể đâu. Nào chê kêu ông dưới bếp lên hả? Chị nào chê kêu ông ở dưới bếp lên. Ừ. Tôi chỉ lau dọn thôi. À, thì nó chơi rồi cho biết lên hả? Thịt bò ngon quá vậy. Hồi xưa anh có mở quán rồi đó. Dạ. Mở anh ăn cái chả giò này ngon hơn quán anh. Quán Việt Nam anh Bình. Dạ. Ủa, anh ơi, anh ăn cái sườn bò lúc nóng đi, nó xém chớ với mặt này nữa. Nó cần kéo không chị? Thôi bỏ đi em, gỡ lại cho ngay nhóm độ. Cái gì nữa vậy? Cái nước để ăn chung với cái tái thôi. Đỡ nó đồng đồng vậy. Cái nước chiên cái bánh. Trời ơi. Chị thấy này nóng lắm rồi, đủ ấy rồi đó mà sao em bày dẻ quá vậy? Nô tài ở đây cái loại nó vậy. Cái nhiều người thích lắm, cái kiểu nó vậy. Cái xịt tai nó vậy thôi. Coi nè, ăn phở tái là mọi người phải xịt cái này vô nha. Xịt ớt vô. Nga thì Nga không có thích ăn cái tương đen. Sao cái bình xịt này nó hơi bị yếu nha. Anh cũng vậy nha. Anh ăn phở là không bao giờ có tương đen. Không, anh em ghét tương đen lắm. Đúng rồi, em ghét tương đen lắm. Em ăn chỗ người Bắc ăn, người Bắc người Trung. Tương đỏ mà ở Việt Nam á là đặc trưng của ngoài Bắc vô. Đó, đây. Giờ mình dắt chanh vô. Đó, lát nữa anh ăn chung với em luôn mình. Con ơi, cho thêm hai, cho hai cái chanh này có rồi thêm khỏi. Còn, đó mình dắt chanh này cũng được.
Mọi người coi như là ăn ngập tràn bán hồng đó. Đúng rồi, đồ ăn trời ơi, ta nói nước sôi nè nó, bún chả nè mọi người. Wow. Nói chung là ngày hôm nay là không có gì ngoài ăn và ngắm cảnh thiên nhiên. Ngon quá quý vị ơi, miếng bò tái trời nó ngon xuất sắc mà em trụng lộn chỗ. Em phải trụng qua bên này nha bà con. Ủa đấy ăn đó là nó nóng. Nó lon đó. Nó sôi sùng sục kìa bé. Anh ăn bò tái không? Anh trụng thử mấy miếng ăn đi. Chút nữa nè. Dạ. Ăn xong cho cảm nhận coi quán nhỏ em nấu được không nha. Tiệm phở này gần nhà mới của em quý vị. Mai mốt em khỏi chạy xuống bonsai, đồ là có khỏe rồi. Nhưng mà vẫn thích ở trên khu bonsai. Bị cái máu Việt Nam thích sàn sàn như chở đâu mà. Nhất là cái thịt bò, cái xương mà nấu rất là ngon. Cái thịt bò đây rất là ngon. Trời, nó nóng bốc khói quý vị. Oh my god, nóng mà ăn thấy an toàn luôn không? Không, cái idea này hay em. Cái này ai nghĩ ra vậy? Đầu bếp giỏi đó. Tán thưởng cho đầu bếp một cái khen, một cái like đi. Không, cái này ăn nó an toàn á. Có nhiều lúc mình gặp toàn là ở mũi á. Ở dưới đây nó lạnh giảm hay lắm. Hôm nay rất là vui. Trước khi về Việt Nam nha, muốn đưa anh Bình đi ăn với thưởng thức đi thăm mà. Bò mà biết rồi. Ủa, bà ăn bò cũng được ghê ha. Không, tôi mê món này lắm chị ơi. Không, mấy đứa bạn chị nó còn chỉ là bỏ ớt xong chắc chanh lên bỏ miệng ăn. Ừ thì tán thôi. Nhưng mà chị không dám ăn gì, sợ. Nhưng mà nó nói ăn gì đi ngọt lắm. Ngọt thì tôi nghĩ tới sầu riêng xong rồi tôi bữa là chị ăn liền. Đáng là bữa sầu riêng ra ăn đi. Ừ. Ăn thử đi. Ngon lắm. Bỏ đây em ăn. Hỏi bạn số 2 có cần cái gì không nghe con? Bò đây rất là tươi nha bà con. Xin lỗi anh, em ăn hết dĩa rồi. Anh có muốn ăn nữa anh kêu riêng đi. Em ăn cảm xong. Nhận cái bò làm sao? Ngon. Y chang mà ăn mấy trong cái tiệm mà Nhật Bản, Hàn Quốc rồi đó. Ngon quá. Trời ơi, ngon đến miếng cuối cùng nha bà con. Xin lỗi anh Nam Bình, còn cái dĩa trống. Dạo này chị bưng bê dữ lắm em, mình ăn bao nhiêu chị cũng không bị mập. Phở bò đây tôi chấm nha, ví dụ mình chấm vô cũng rất là tôi chấm đó chị. Chị một chút nữa chị hút mượn miếng súp trong bò, trời ơi nó ngon. Nước này đó hả? Ừ, hút miếng này rồi biết. Ừ, ngon. À, nãy giờ bà quên ăn tỏi với ớt. Trời, cái gì ơi. Cũng nhanh hết trơn à. Cái này em tỏi ớt nè. Hú dữ sợ. Trời ơi, cái này ở đây có làm tỏi nhưng mà nó giống người Bắc vậy. Thì đó, mà xin mới đem ra tại để em tủ lạnh cho tươi á. Ai cái này để tôi ăn đây. Ủa bữa nay mà có miếng tỏi này ăn kèm thịt bò xin thưởng. Tôi cũng quên. Em Sai ơi, cái phở mà trụng này đấy hơi bị tuyệt đấy nhá. Ngon đấy. Cái này bỏ miếng mì gói cũng ngon. Chẳng lẽ tôi vô vậy. Có mì gói luôn nha. Mì mama. Có không? Có mì gói không? Có. Còn nhiều phương ăn mình quá à, bị bả ăn hết trơn rồi. Bé ơi, đáng yêu quá. Anh đi ăn với bả anh lỗ rồi bả hết trơn rồi. Câu ngờ đó lúc này đang gì. Không ăn, bình thường em ăn cũng được. Nhưng mà dạo này em ăn được hơn. Ủa rồi tắt bếp sao vậy, nó sôi quá. Ừ bây giờ mới tắt. Em tắt giờ để em tắt cho. Ăn tương đó mọi người. Đang rốt tay nó mới ngon. Còn dùng đũa dùng nĩa rồi ăn nó rất ngon. Anh cho ăn sườn đi anh trai. Ừ. Mà lấy cái sườn bò đó chấm vô cái nước nó nóng lên ăn lại cũng ngon. Em làm cho anh Thần ăn lên về. Ngon ha. Ồ, em kêu vui à. Mình mà thấy cái gì nó trôi qua cổ họng luôn. Nó mình có cái to nữa hả? Ngon ha. Ngon quá vậy ơi, nói chung là mọi người nhớ ủng hộ cái quán
Exotic Beach nha quý vị. À, anh Bình đây có khán giả nhận ra anh Bình. Dạ 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 dạ. Chứ anh Thâm, chứ đi đâu anh cũng chui vô góc ngồi mà khán giả nhận ra được. Tại vì em thấy mà em biết, tại vì mới dạ. coi vừa rồi mới nhìn thấy. Dạ dạ dạ. Khỏe thấy. Dạ. Cô ăn phở đi nhiều lần chưa hay lần đầu? Mới lần đầu. Ăn. Dạ dạ. Mà cô ăn thấy ngon cô? Ngon phải không? Dạ dạ dạ. Mình âm thầm cặm cụi ăn muốn hết luôn cái tô rồi quý vị. Dạ. Dạ con bye cô. Dạ. Bye cô, cảm ơn cô nhiều. Chúc sức khỏe mình. Dạ cảm ơn chị. Bình phục. Dạ không, bây giờ đi giống yếu bên nửa bên trái, nửa bên nó cũng còn yếu. Như cái tay nhắc lên tới đây à. Nó không làm nặng nổi. Dạ, nhưng nó bị ở đâu ở trong vậy? Thì ta cũng làm á, nhưng mà nó không thấy có mấy bớt. Nhìn tới gần mới nhìn mấy mặt mới nhận ra. Dạ, cảm ơn. Vào đây mời mời đi nhà, thích ca của mình nhé. Dạ, thì đó lâu lâu cũng qua thăm rồi. Dạ đưa đi ăn được thôi chứ. Ví dụ chế phong chắc giỡn chứ đâu có thiệt lắm hả? Dạ có, là lấy quăng lê. Không, ví dụ chế phong kìa. Không, chế phong chắc đâu có chắc. Con với anh là bạn bè thôi hả? Thấy đồn hồi đó, hồi đầu thấy đồn quá trời. Tao đồn con với chế phong hả? Ừ. Trời ơi sao tội nghiệp con vậy? Ai cũng nói chẳng lẽ. Nhà không có, con với anh chế phong là anh em mà. Hồi Việt Nam ở cách nhà chị mấy căn á. Ủa vậy hả? Là ở đâu? Ở đâu? Đường Lưu Văn Lan á. À vậy hả? Là hồi đó là đã biết chế phong rồi đó. Hồi đó thì má là vợ của ông chế Linh thì đổi danh cái nhà ở đường Lưu Văn Lan á là cái nhà của má chị vợ của ông chế Linh mà. À, trời ơi! Cái gì mà ban ngày đâu mà rực rỡ quá vậy? Đây mọi người ơi, anh Hoàng nha. Anh Hoàng anh mặc cái bộ đồ hộp với cái bát rau phía sau quá à. Anh mới đi làm gì hả? Ở đây có phở chay. Dạ nguyên muối luôn. Lúc anh em về gặp anh á em ơi, bây giờ nó tóm lại đây, con, đây. Ăn ngon quá. Em ơi cho dọn cái bàn này đi em rồi xong rồi mời. Đưa mời đồ cho ăn cho Tuấn nè. Nha, đây hoa hậu. Thì đó. Hoa hậu tự tự phong. Đây hoa hậu tự phong tự chọn. Bắt em ăn cái cây cho bác. Ngon mà cái này nổi tiếng luôn á. Ngon lắm, phở ngon là nổi tiếng nha. Đó bây giờ nhà hàng mình có món chay gì đãi cho anh Hoàng kìa. Anh Hoàng chay một năm rồi đó. Phở chay, chả giò chay, rồi bún chay, bún chay, bún mì gỏi. Bún thử món khác. Bún khác hả? Bữa ăn bún chay giò chay rồi ăn phở chay. Còn bún chay là bún xào xả, tàu hủ cái này xào xả. Mọi người ơi, tụi em ăn mà di dời 8.000 cái bàn qua cái view khác rồi. Ủa anh Tuấn ăn cái gì? Dạ em đo order này trước cho anh nha. Uống gì không anh trai? Uống chanh dây không hay là lemonade? Uống nước gì mắc mắc đi. Còn một bé không? Có nước cột én được anh hôm nay ăn giống như là em đãi anh chia tay em về Việt Nam nha. Ok cưng về chúc một sự thành công. Ừ. Về rồi em sẽ hoành lại em sẽ hú anh qua để mà tám chuyện tiếp tám nha. Tám chuyện tiếp ha. Cũng hôm mấy người nói chuyện tâm linh anh là có thiệt đó. Nó là họ cũng cần gặp như vậy. Ừ. Nên là cũng có nhiều cái đồng cảm họ hiểu á. Không thì nó tóm lại là tùy người thôi nhưng mà. Tấn này đẹp trai thì luôn hết tấn rồi. Anh ăn gì kìa để anh Bích nó làm cho anh kìa. Bích ơi làm cho anh ăn gì cũng được hết. Anh ăn ăn phở, ăn bò lúc lắc hay ăn gì? Bích nó đẹp ghê hả nhỉ? Trời ơi, từ ngày nó có tình yêu anh ơi. Khi tình yêu đến. Nó cặp trai trẻ nên là tình yêu nó nhuận sắc ra liền. Đó, bữa giờ nó mệt. Mệt rồi đó. Mệt rồi đó, chứ mà không mệt là nó đẹp nữa. Hoa hậu tự phong là nó mà anh. Nó rất là ngưỡng mộ anh. Nó nói ban đêm nó buồn là nó sẽ chat với anh. Nó không có chat với trai nào hết. Anh là liều thuốc bổ quá chứ. À, anh nói gì mà nó cười dữ vậy? Nó cười hoài à. Nó coi anh hề trên hàng. Hai cây sườn là em ăn cũng gần hết rồi. Giả bộ em bưng qua đây giống như mình chưa ăn hết. Nhưng mà thực sự là ăn cũng muốn hết mẹ nó rồi. Mà ngon anh. Ngon. Cái nước phở với phở nấu ngon. Anh uống cho trà đá đi. Không é cũng được. Ông chồng nấu anh giỏi này, trẻ đẹp, cao to này nọ nữa. Không, cao to thì anh không ấy nha. À, không gì. Nhưng mà lại dai bắc nữa cơ. Thích lắm. Ừ.
đầm xòe rồi các kìa, kìa bắt đầu bà đi dọn nhà kìa, coi bà dọn nhà kìa. Tôi thích quay cảnh bà dọn nhà lắm. Chủ cả nhưng mà lê lết váy rồi lê lết chùi. Không, nhà bếp đẹp lắm. Đẹp. Hồi nào nó mua được cái quán này vừa rẻ mà vừa đẹp lắm. Đúng hả? Lai là cái gì? Lai. Tôi dơ, tôi bị gối não. À, em giống chị á. Tôi bị té xong á, cái rồi tôi thấy nước nước tôi bị ngộ. Đúng rồi, đẹp trai quá. Sao xí cái đầm hay như vậy? Cái đầm lè. Không, thích mặt cái gu gì đó. Trời, tóc giả này cũng tóc thiệt đó mẹ. Trời ơi, mẹ làm giống như người ta là thích chơi đồ giả. Tóc anh Tuấn là thiệt, anh Tuấn đâu giờ biết chơi tóc giả. Nói tự nhiên cái đụng chạm quá. anh Hoàng mới là đội tóc giả đó. Anh Hoàng tóc anh nhiều quá nên anh mới chụp cái này lên cho tao biết anh bớt tóc hiểu không. Ủa anh Hoàng, tại sao tự nhiên chuyển qua ăn chay vậy, em bí quyết gì vậy? Không, Hoàng ăn chay thôi. Vậy hả? Mà có phát tâm phát nguyện gì không? Không nguyện thôi, chứ không có phát nguyện. Hả? Ê, cho tôi ly hột é nữa đi bà. Nhà này tôi ăn uống được lắm, bà có gì bà cho tôi hết. Cái này là không có trong menu. Ừ. Làm riêng á phải không? Ê, có phải hạt chi không? Ừ, cho chị ly đi bé. Mày cho Châu Tuấn mà mẹ không cho tao, mẹ ác quá à. Thứ gì á, chị em nhưng mà kỳ cục quá à. Anh Bình no chưa? Bình no chưa? Anh Bình ăn gì nữa không anh Bình? Anh muốn ăn gì nữa không? Lát nữa em tu go cho anh số đem về nhà anh ăn. Bình này cứ đỡ đỡ, đi đứng rồi chạy nhảy. Cái ly cũng thấy ghét nó ly sang cộng thôi. Cái bé lùn. Dạ tụi em không. Trời, có để ta chủ cả 2-3 tiệm luôn rồi đó. Thấy không, tuổi trẻ tài cao không? Không, tôi lớn tuổi rồi tại tôi trẻ thôi. Em làm cho anh đi chân nóng. Vàng đeo nó. Ủa, tài. Cái hột é này mình uống bằng uống hay mình uống trơn? Bà năn nỉ tôi mới đưa, anh Tính tôi đưa mà tôi đối xử bà. Trời, các con ác thiệt. Anh gửi cho em không sao đâu. Trời ơi, cái thứ gì vậy? Tự nhiên cái từ lúc anh bước ra nó kỳ thị em liền vậy anh. Chứ bình thường nãy giờ nó tiếp đãi em nồng hậu lắm. Tại vì anh phê nó bằng đêm á. Ủa vậy là Bích cũng lấy chồng cũng như không vậy đó hả? Em lấy chồng xong em vẫn liên lạc với anh Tuấn nửa đêm vậy đó hả? Anh kỳ vậy. Nửa đêm em vẫn làm phiền anh Tuấn luôn. Kỳ vậy. Em thấy không? Anh thấy không? Nãy giờ em ngồi nó không tiếp cả em nha. Cả cuộc đời của anh quen những cái thứ vậy rồi. Anh quen, anh thích, nhiều mà anh thích nha. Anh tới nó mới chịu ngồi đó. Nãy nó tới nó ngồi cạnh em nó sợ xấu hơn em hay sao, nó không có ngồi. Nó đi kiếm tiền mà thấy gắn. Nó ngồi cạnh em nó sợ nhan sắc nó thua em, nó đâu dám ngồi đâu anh. Ngồi đồ đó ai chơi lại. Sau khi chủ cả đã chùi nhà rồi buôn bán rồi cộng sổ mớ rồi, bây giờ chủ cả ngồi với tụi em nha. Mọi người ra đây mà gặp chị Bích này không phải là con sen của tiệm vậy, đó là chủ gặp đó. Đâu, không có dễ gặp đâu. Khó lắm hả? Khó lắm. Chị có câu chuyện gì vui kỷ niệm khi mở quán không? Chị kể lại cho tụi em nghe đi. Chuyện vui chuyện buồn vẫn được chị Bích. Cái chuyện nãy sao thì camera đưa vô mặt. Nhưng mà cái thuốc mà tươi đó. À, cái thuốc mà để cho tôi á. Anh kể lại đi. Cái thuốc tươi đó. Là sao, câu chuyện sao? Tuyển nhân viên. Tuyển nhân viên vô. Sao nó nhìn nó sáng nào chị cũng mặt chị cũng tươi rối vậy. Tại sáng mỗi lần trước cái tao khi tao ra đây tao uống thuốc tươi. À, rồi cuối cùng nó mới đòi, nó đòi uống thuốc. Đi ra đây nói chị giới thiệu cho em uống, em cũng cần cái thuốc đó lắm. Cái bà chụp hình mà đưa quyền cái dĩ thuốc ngừa thai. Đó là thuốc tươi của bà đó. Nhưng bà mà bà uống cái thuốc đó bà phải có sử dụng rồi bà mới tươi. Uống thuốc mà không sử dụng nó đâu tươi đâu. Nó mới tươi. Hôm nay anh đi chơi tụi em vui không? Vui chứ. Cái lứa tuổi anh đi vô với tụi em hợp mà đúng không? Ủa, đừng nghĩ mình ngang nhau mà. Nãy giờ mình cứ nghĩ là mình đưa anh Bình đi là ngồi nhà ngồi chơi tuổi. Em đi làm gì chứ? Ừ. Em lo mang đồ ăn cho anh Châu Tuấn kìa. Anh Bình là hồi cao tuổi, mình là hồi thanh niên hiểu không? Không, mình cũng sắp sửa luôn chứ. Mình cũng ngang ngang à. Và cái view chỗ khu này là đẹp chứ ha, enjoy mà dễ chịu. Cái khu này ở bên kia có shopping, anh bên kia có nhà hàng Nhật ngon lắm. Đó, anh đi ăn rồi. Bữa nay em dắt anh đi. Ngon lắm. Nhà hàng Nhật đó nghe nói ông chủ người Việt Nam á. Cái giấc này 3 giờ mà vẫn khách đông quá vậy. Cũng tỏ là chị Bích đang ăn nên làm ra, mới vừa mở tiệm có mấy tháng mà đông khách quá trời luôn.
mà biết sao đa số đây khách ở đây Việt Nam cũng nhiều, Mỹ cũng nhiều. Đúng rồi, ở đây là sẽ lấy được lượng khách Mỹ. Tại nó vô đây nó nhờ. Với lại anh biết ông khu này là gần Fountain Valley, là những cái người Việt ở dưới này họ sẽ đi ăn đây gần nữa. Như là họ đi họ vô họ nhìn ngắm hai chồng chủ. Đây mọi người, chủ quán có một bộ đèn chùm rất là đẹp nha. Vô nhìn rất là bắt mắt. Cái gì cho thấy đèn chùm là thấy thích rồi đó. Cái gì? Ý mày nói tao già hả Bích? Trời ơi. Lát nữa ai trả tiền đi nha, cho tôi có trả chầu này nó đâu, tôi giận rồi. Bực bực quá. Xà lách chai nữa. Dạ xà lách chai. Trời ơi. Ý. Cái rau kheo này là ngon nè nha. Trời ơi, sang trọng. Bích ơi, cái món này chị thích nè, sao mày không làm cho chị? Đúng vậy. Ủa ngon lắm á. Ăn đi, ăn chung đi. Cho chị cái dĩa chị ăn ké, miếng này chị mới ăn rau kheo lắm. Ăn ba món rồi vậy nó còn ăn nữa. Không, ăn rau kheo nó tốt lắm á. Ngày xưa anh biết em vô Costco mua về em say em uống, mà giờ tự nhiên Costco nó không bán nữa, nó không có hàng, nó không có luôn, biết sao á. Rồi đâu phải ai cũng cho ăn đâu, ai cũng bán đâu, phải không? Trời ơi, chị biết chuyện giá trị giống như Tuấn Cảnh vậy đó. Anh đi ăn chơi miếng cho vui nè, đồ chay mọi người, ăn chơi bằng cái này healthy. Đây, anh ở đây là đang đây là đồ chay cũng ngon. Ngồi ngắm thôi. Khỏi chay ngon lắm. Khỏi chay. Ngồi xếp cái đèn ngắm. Anh Hoàng. Bữa anh khỏi chay ngắm Hoàng. Đúng rồi. Cái ra rồi lâu lắm rồi mới gặp á. Cái rau keo. Trời ơi, cái keo ly này tốt lắm luôn á. Đó, tôi cũng lén tôi bỏ cho tôi hết. Ngon không? Em ơi, cho rỉ rỉ rau keo nữa cho anh Hoàng, chị không ăn. Ăn đi quà, ăn đi thân phận. Ngon thiệt đó chứ. Nhưng mà ra đây anh thấy Bích nó thương em Bích hơn nhiều hơn. Thương em Bích hơn. Nó là ăn hoài đúng không? Nó thương anh. Nó mê trai, nó chung gốc con mình. Nó mê trai, nó không có mê gái. Còn em là cái hệ này em cũng mê hết trơn á. Tại vì em có cái lòng thương. Nó trai gái hồ mô bê đê vậy em cũng thương á. Em dễ trong cái tình thương em nó bao dung hơn không bất nhiều. Wow. Cái này đồ chay anh Bình ăn chung. Anh Bình ăn chung với em mới được. Là ngon lắm. Ủa mì với cá hồi hả? Không, em ăn không có hồi. Ủa sao sao kỳ thị vậy? Thế kỳ anh Châu Tuấn ra toàn món ngon mà tôi ăn là món lạ không vậy? Nói chứ ở đây nhiều món lắm quý vị. Món nào cũng có. Nghe thích ăn những cái đồ gì nó healthy. Nó nhẹ người mà nó khỏe. Chuyện vừa của tôi là đi review nên món gì tôi phải ăn, chứ không phải mọi người đừng nghĩ là tôi ăn tham nha. Tôi review nhưng tôi có trách nhiệm á quý vị, là mình quảng bá ẩm thực á, chứ không phải là mình ăn tham. Nó hẳn là mình không có thích ăn nhiều đâu, mình ăn sơ sơ thôi, nhưng mà mình phải ăn thử tất cả các món để mình biết ngon hay dở, chứ mọi người đừng nghĩ là nha, ăn nhiều nha tội nha lắm. Cá hồi rất là ngon nha. Mùi ngon lắm. Mùi ngon. Mì ngon. Bây giờ mì ngon quá. Rất ngon luôn. Em có cái mì này xào bò không? Bà người khác ăn được á. Có mì xào bò lắm. Hồi bữa. Anh đang chưa tìm ra cái. Anh ăn cá hồi chứ. Anh tìm ra cái sốt đúng không? Em chưa tìm ra cái sốt. Biết là giấm nè. Dầu ô liu. Cái gì lạ lạ. Hôm nay thấy mình khỏe, vui ha. Hôm nay nói chung vậy là ok lắm. Anh ráng tập tành cho khỏe, tháng năm qua anh kiếm việc làm cho anh nha. Làm cho nó đỡ boring. Rồi, tiền phở mình mở lâu chưa Bích? 3 tháng rồi chị. Trời, mới 3 tháng mà khách đông gì đó mọi người ơi. Nhờ thành công á. Vậy là giỏi đó, run giỏi đó. Nói chung là mọi người biết không, đồ ăn á quan trọng là ngon, ngon là tự động khách đông mà. Mà dù mà mình có trang trí đẹp mà đồ ăn cũng ngon là khách. Lại có chị đó ở Los mà chị làm sao nghe được chị cũng chạy cái đây. Ừ, chị ở Los của Los chạy. Mà đẹp nữa, bận tầm, quan trọng là bận tầm. Cái quan trọng chủ quán đẹp nữa, khách thích.
hay là chủ quán bị sắp lớp có chồng rồi quý vị, chủ quán nó mình chưa chồng sắp chết quá. Ra chắc là ngồi ăn sắp lớp từ đầu ngõ tới ngoài ngõ luôn. Biết sẽ nghe về bước lên. Đúng rồi. Nghe đồ mình bắt nó ở cái khác luôn. Ôi trời chú. Bác cho mấy món ăn này có món nào bác nấu không? Bác không biết gì luôn hả? Ừ. Hả, bún chả giò hả? Rồi bác làm hả? Ngon, chả giò ngon lắm. Chả giò xuất sắc á. Mẹ tôi đẻ, mẹ tôi đẻ tôi ra là mẹ tôi đã thành công không rồi chứ không. Thì ra là hiểu không? Em hỏi vậy thằng Trường nói nó duyên lắm, bít duyên lắm, coi như là đẻ ra thành công rồi đó. Kiếm này không có bít về Việt Nam á, uổng ghê. Rất ngon. Dạ, đây em lấy cho anh nè. Đó, đó. Được rồi. Dạ, anh thử nha, từ nay ngon nên ăn tiếp nha. Dạ. Bữa nay em nói chuyện với anh xong rồi tự nhiên em quên rủ anh đi ăn mới ghê chứ. Dạ. Em qua anh đón anh Bình đó. Lúc em chat với anh xong cái là em đi qua anh đón anh Bình. Thì đó. Đây mọi người. Đây là tôi. Ủa? Tôi nói hâm lại mà sao nó nâng cấp nó cho thêm cây nữa vậy? Trời ơi. Nó quăng thêm cho mình cây nữa nè anh. Rất là ngon ha. Nó thương anh nó mới bỏ vô thêm cây sườn nó thành 3 cây đó. Giống như là sườn thạch xanh nữa, đưa 2 cây tăng lên 3 cây. Thịt bò tươi, thịt bò này được cái tươi. Dạ. Dạ. Đây dù con cái là làm được tươi. Thứ hai là mấy cái mì này là đặt riêng nhà, cục kiểm để riêng của mấy con. Dạ. Cơm á bà ăn bình mà. Dạ. Không phải em cây mà anh bình ăn bình. Cái hậu á. Anh có mùi môi chất lạ không? Biết nữa. Nhưng mà đại khái như mà được cái về dưới này nè, nó gần biển, nó ngồi nó enjoy lắm. Giống như mình đi nhà hàng Mỹ ở dưới này mọi người biết không, thường là nhà hàng Mỹ không, tự nhiên giờ mọc ra quán phở Việt Nam mà ngon nữa, thấy vui. Mình ăn thêm bò nè anh Bình ơi. Thôi ăn đi, nãy ăn cái gì? Để tối nè. Dạ. Nãy ăn bún chả Hà Nội. Bây giờ ăn không nè, tấp xích lẹ, hủ tiếu, đồ cây trên trường rồi. Mình dễ thương lắm các bạn ơi, mình rất là dễ thương. Hiền á, hiền như anh vậy đó. Hiền queo à. Hiền queo từ đó tới giờ. Dạ, em biết mà. Hiền. Em ơi, anh là nghệ sĩ Việt Nam không bao giờ có mang tai tiếng. Đúng luôn. Mà anh thấy đàn ông mà ca sĩ mà hiền hiền là hay bị cái cung đầu qua theo đuổi lắm anh. Nhưng mà anh lại, nó gần tới là anh đẩy ra rồi. Ủa vậy hả? Anh đẩy ra được luôn, anh giỏi vậy. Ừ. Anh... Cái gì cưng? Không, em làm cho chị cái mì bò này nè. Vậy thôi em đừng có làm cái cơm nha Nguyệt Cát, em làm mì bò thôi. Rồi em làm cho nó cái french fry với gà thôi. Em đừng có làm cơm chiên nữa nha. À, french fry cho bé Bi nó về nó ăn. Nó khoái ăn french fry của em lắm. À, đây hôm nay thì sau khi tụi em ăn xong rồi no nê. Ủa sao mày cứ mỗi lần tao ngồi cạnh mày là mày đi gì bếp? Không phải, tại vì nó tóm lại là không muốn ngồi cạnh em, không tại phải, là sợ đẹp hơn em. Nó tóm lại à, qua sợ xấu hơn em lộn. Ủa bếp, mới nay em mới ngồi em kể là em đi ra đường người ta nói em giống chị mà. Để lại chị bình luận cho em nghe. Ở đây bà chủ phở ngày hôm nay là đã lo lắng hai mặt giống như hai mặt nước ha. Thì Bích nói là ra đường ai cũng nói em giống chị, nhưng mà thật ra em đẹp hơn chị nha Bích. Ê, cái giọt nước mà nước cái tổng hơn cái chị nha. Như Bích, anh Bình là em đẹp hơn chị nha. Vâng ạ. Nhưng mà tóm lại đi tới đi lui nó gây lộn, nó rút cuộc là hai vậy em lăn xe đẹp. Đúng rồi, tự động ca tụng nét đẹp của nhau vậy đó. Cái Kiều Thúy Vân. Cái Kiều Thúy Vân vậy đó quý vị. Anh Bình ơi, hôm nay anh ăn cảm thấy vui không? Vui mà ngon đúng không? Lát nữa mình sẽ có tu go đem về nữa anh. Nga dễ thương lắm á, nó lo cho anh Bình. Ở đây có món mì rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Cái này là quý vị, đó cái này nè, đó. Món mì rất là ngon nha quý vị. Hôm nay là nói chung nhiều đồ ăn quá, mỗi thứ mình thử chút cho ăn không hết nổi đâu. 7 món đúng không? Trời ơi em nhớ nữa chục món á, mà hy vọng lát nữa nó tính tiền một món thôi nha, cho nó tính chục món chắc em cũng muốn sạc nghiệp luôn á.
Hôm nay là rất là vui là anh em chúng tôi đã có một cái ngày relax, ăn uống chung cùng nhau và đi ăn, nói chuyện tầm bậy tầm bạ rất là sảng khoái. Nhưng mà không có những giây phút đó tụi em không có quay quý vị, tại đôi lúc xàm quá sợ người ta tưởng mình bị bệnh. Em với anh Châu Tuấn với lại Bích, Bích nói gì cho nó cũng tửng lắm bà con. Mọi người nhớ ủng hộ tiệm của Bích Hoa Hậu nha. Em ơi, cái phở mình tên gì chị quên rồi ta? Hạnh Phúc. Ăn xong là hạnh phúc quá hả? Gã không? Có chắc không? Ăn xong là hào phóng. Hấp phở. Hấp phở. Hết hả gì? Hết pin. Hết pin luôn. À, phở này là vừa hạnh phúc, hào phóng, hấp phở. Hết pin. Hết pin, hít. Hấp phở. À, rồi hết phở rồi hết pin luôn mà có hết pin. Hết pin. Rồi HHB là gì nữa ta? HP đó. À, HB cũng có thể là Hoàng Phụng được không? Miếng ăn không? Không có chữ Hoàng Phụng nghe nó lạ. Hồng Phát. Ờ em lộn cái gì Hồng Phát. Trời nữa. Dạ, dạ trời ơi đông khách quá ha. Ra vô order miết luôn với bà con. Thôi hôm nay là chúng ta là kết thúc buổi ăn này và nhà ai nấy về giường ai nấy ngủ nha quý vị. Và sau khi đưa cái cạc thì 4-5 người không ai đọc được, chứng tỏ là cái vấn đề anh đắn nó hơi có lỗ một chút xíu. Cái số địa chỉ ở đây là 1856 Beach Boulevard Suite 101 Hilton Peak Sia, zip code là 92648 quý vị. Nói chung là mọi người cứ vô online Google Maps, nó chỉ là phở Việt kitchen.com là sẽ ra, hoặc là chúng ta phở gõ phở hạnh phúc Việt Nam là cũng sẽ ra nha quý vị. Ăn phở này xong là hạnh phúc tràn trề. Không biết hạnh phúc hay không nhưng mà hiện tại là nhỏ em rất là hạnh phúc nha mọi người. 18561. Đây nè, 18561 nè anh. Bisbolova nè, Sút nè, 101 nè, Hitotum Big nè. Em đọc kiểu tiếng Anh em người ta dễ nhớ hơn. Sia 92648. Rồi. Mọi người nhớ đến đây ủng hộ cho mọi người. Rất là ngon nha, bao ngon luôn. Ăn nhiều quá là ngập mặt quá. Thôi bây giờ chúng em cũng bị đi về mọi người ơi. Trời cũng xế chiều rồi. Cô mua sorry ủng hộ đó đi cô. Đó, sau riêng con mới vừa về ngày hôm nay dạ, dạ, dạ. Mà không có địa chỉ chứ số điện thoại của chú xin chào con cao cô liền nha nha. Dạ, dạ. Quay quá chú chị. Có số điện 1, 2, 3. Dễ thương quá rồi cô. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái số sầu riêng của Thúy Nga rất là dễ nhớ nha. Đây đây. 279 nè. 8989 nè. Ok, em cảm ơn cô nha. Thank you cô nhiều lắm nha. Dạ 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 dạ. Bán đắt nha. Dạ dạ. Bắt gặp khoảnh khắc chủ quán âm thầm ăn một mình hết một tô phở. Giờ đói rồi phải không? Cô chủ quán người ta ăn cũng được lắm nha mọi người. Em ơi cho chị tính tiền đi. Ok, 20% off. 20% off phải không? Thank you baby. Mình biết em có lâu lắm rồi có về Rạch Giá không? Dạ có, em về cũng 4-5 năm rồi. Ủa Bích là quê Rạch Giá hả Bích? Gái Rạch Giá, Kiên Giang. Ồ, nghe cái giọng không thấy quê mùa hả? Giọng quê mùa mà nữa hả? Đến bây giờ bà chủ quá ăn hả? Ngon quá. Trời ơi, tự khen mình đẹp xong tự khen quán mình ngon luôn kìa. Có ai mới uống thuốc mỗi buổi sáng hả nhớ không? Uống thuốc vui vẻ mỗi buổi sáng. Bữa nào mà quên uống thuốc là quạo liền phải không? Ừ. Lúc cái thời gian anh sống ở Việt Nam 10 năm á. Hầu như năm nào anh cũng đi về Rạch Giá cho anh. Về anh nắm dỗ. Đẹp anh hả anh ha? Giờ Rạch Giá sang lắm cưng. Rạch Giá giờ đẹp. Biển là đẹp. Ở trong thì không có thay đổi gì nhiều. Con người như vậy là biết. Trước khi tạm biệt quán thì chúng ta review sơ sơ cho mọi người thấy là cái quang cảnh quán nha mọi người. Rất là đẹp nha. Sang trọng nhà. Lúc nào Thúy Nga tạm biệt nhưng trong lòng vẫn còn đắn đo, phải muốn quay cái review gì chút xíu nữa để cho mọi người thấy cái quán rất là đẹp. Anh Châu Tuấn đi hút thuốc phải không anh Hoàng? Nói xấu tội nghiệp. À, xin lỗi anh là em đeo mắt kính đen quá em thấy được. Bác ơi, con xin phép bác cho con đi về nha. Cảm ơn. Có dịp nào rảnh thì Bích chở bác đi lên nhà con chơi. Nha. Dạ dạ. Bác là có mình Bích hay là có đông con vậy? Còn người em trai. Nhưng mà không Bích là nó tận nhất nhà phải không bác? Hả? Bích là nó tận nhất nhà đúng không? Là chị
chị hai chứ lớn. Chị hai lớn. À chị hai lớn trong nhà mà tửng dữ vậy đó hả? Nhưng cái gen tửng này có kế thừa ai không? Không, nên nó nhờ nó tửng vậy, nó lo cha, lo cho mẹ đó. Thì đó, thường mấy đứa tửng là giỏi lắm. Con nè, con với nó là cùng mẹ. Anh em vô. À chứ chị Nga đấy, con tửng nhờ tửng chị lo cho cha mẹ. Thì đó. Thì đó, bởi vậy mấy đứa tửng là mấy đứa tài năng á, cô biết không? Thôi con bay cô con về nha. Cảm ơn cô. Dạ. Thích coi trên trong vô tiếng là lên tiếng Nga nha, trời diễu hay lắm. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Con đi cái. Người ơi bay nha. Bye Bình ơi. Bye chị, cảm ơn cô. Cảm ơn. Ăn xong mà xách về quá trời quá đất luôn. Thôi. Cái này của em chứ. Ủa cái nào của em vậy? Ờ cái này của Châu Tuấn, mém nữa lấy của Châu Tuấn đem về luôn. Ok đi, bye anh. Đi thành công nha. Dạ. Ok. Dạ. Bye anh nha. Ok bye. Hoàng em đi nha anh Hoàng. Bye. Bữa nào khỏe chạy qua nhà em chơi nha. Okay. Bữa nào anh nấu Hoành Thánh nha em ăn lại nên anh Hoàng. Đưa anh Bình về lại phòng của mình. Đây, hôm nay đưa anh Bình về đây. Anh lì xì cho anh 500 đô. Này tiền của em để mà em đi về Việt Nam anh có tiền tiêu xài chút ha. Rồi có đi làm từ thiện rồi cho anh gửi chút lòng đi anh đi dạ, theo. Dạ. Thôi anh giờ đang khó khăn mà chút cái gì? Chút lòng, bây cái tấm lòng em giúp cho anh thôi chứ. Thì cái tấm lòng anh dạ, thôi. Dạ tấm lòng anh. Nha. Dạ. Rồi cảm ơn em đã đi làm rất là nhiều việc để giúp ích cho mọi người. Dạ. Rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Ok đi anh, nếu mà anh em ở bên Việt Nam có cần gì anh nhắn cho em. Có gì em xem bên này em sẽ có người lo cho anh. Rồi. Anh với phở là chiều anh phải hâm đồ lại nha. Đúng rồi. Dạ, có microwave anh đây có gì đúc cái microwave anh làm. Ôi hôm nay là Thúy Nga đã có một cái buổi đi ăn với anh Quang. Ăn rất là ngon, cái quán này ngon thiệt. Ngon lắm quý vị. Anh nhớ em này làm ăn ngon thiệt. Nói chung là tụi em là mấy đứa tửng mà thích kinh doanh buôn bán vậy đó. Bé đó nó vui tính lắm. Thì đây bây giờ là Nga sẽ tạm biệt anh Quang Bình và đi về. Mọi người tạm biệt nãy giờ tiền rồi. Rồi cho bé Cát nha. Dạ. Chơi trở lời thăm bé Cát. Thôi anh giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn em đi cái. Rồi em về Việt Nam. Rồi Hoành lại gặp nhau rồi em kiếm việc làm gì cho anh để nó boring nha. Chứ nằm ở nhà rất là boring. Buôn bán có gì anh nghe phone rồi là anh buôn bán nhẹ. Đừng có sách nặng quá thì anh không có cái ta trái nó còn yếu lắm, ta phải thì ok. Hôm nay là anh Bình khỏe mạnh lên quý vị, đi được rồi, hy vọng là qua tháng 5 Nga sẽ tìm một cái công việc và cho anh nó phù hợp với cái sức khỏe để cho anh có công ăn việc làm, có tiền tiêu. Chứ bây giờ là hàng tháng tiền phòng là vẫn còn dùng cái tiền của Mạnh Thường Quân đó, và cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ảnh và về sáng không xài luôn á, tội ảnh lắm quý vị. Nhiều lúc Nga hỏi anh Bình anh có cần gì tiền xài để làm gì thêm, anh nói thôi cái tiền gì đủ rồi em, mình tiết kiệm từ từ đóng tiền nhà. Nhưng mà hy vọng là qua tháng 5 thì ảnh khỏe mạnh hơn chút, Nga kiếm cái công việc gì cho anh Bình thì mọi người nhớ ủng hộ cho anh Quang Bình nha quý vị. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc clip tại đây nha. Bye bye.